有听到老师的声音吗？有听到老师的声音吗？你的声音好小声哦，我没听到。Xin chào tất cả các bạn, mình là Phạm Thị Linh. Hiện tại thì đang dạy tiếng Việt ở bên Đài Loan. Và ngoài dạy hiện trường ra thì mình còn dạy trực tuyến, dạy online. Thì mình đã dạy online, bước vào dạy online được 8 năm rồi, năm nay là năm thứ 8. Dạ, khi mà dạy online thì đương nhiên là chúng ta phải có máy tính. Và nếu như không có máy tính thì ít nhất các cô cũng phải có iPad. Nhưng khuyến khích các cô là nên có máy tính thì là sẽ tiện hơn cho việc dạy học. Đó là về phần điều kiện và những cái mà dụng cụ chúng ta cần. Hiện tại bây giờ thì dạy online nó đơn giản hơn. Ví dụ như chúng ta thường lấy các thầy cô là dạy ở trên TikTok này, dạy ở trên YouTube này, dạy ở trên, đều là thuộc về dạy online. Nhưng mà dạy online còn chia ra đó là dạy theo xem video và ngoài. Thì hiện tại bây giờ em đang dạy đó là dạy trực tuyến luôn. Tức là có thể giao tiếp luôn với học sinh và có thể chỉ cho học sinh là cách phát âm như thế nào luôn. Và học sinh cũng có thể giao tiếp được với thầy cô luôn. Đấy là có chia ra dạy trực tuyến. Thì hiện tại bây giờ nếu mà chúng ta đang dạy trực tuyến thì nếu mà bên Đài Loan này á, các cô dạy tự do thì không nói rồi. Còn nếu như mà dạy ở trên theo Bộ Giáo dục ở bên Đài Loan thì phải thi bằng cấp. Và nếu như chúng ta đang dạy online cho bên Bộ Giáo dục thì phải dạy cho nhà trường và dạy cho các em cấp 1, cấp 2. Hiện tại bây giờ là mới có cấp 1, cấp 2 thôi. Còn một số trường đó là có cái chương trình của dạy cấp 3. Đấy là về điều kiện này, về kỹ năng này. Còn về điều đặc biệt nữa là cái thú vui của dạy online là chúng ta có thể đi bất kỳ đâu. Chúng ta chỉ cần có dụng cụ đầy đủ là chúng ta có thể hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình rồi ạ. À, về vấn đề học sinh có tập trung nghe giảng hay không, hay là bị phân tán tư tưởng, hay là bị ảnh hưởng về những cái tác động bên ngoài làm cho các em không tập trung vào trong bài học, thì dạy hiện trường và dạy online đều gặp phải cái vấn đề này. Và nhưng online sẽ gặp, dạy online sẽ gặp, sẽ phải gặp phải nhiều hơn và sẽ vất vả hơn cho các cô. Vì học sinh có thể là đang nhìn chúng ta nhưng mà có khi là bên dưới là tay chân là đang làm những cái việc khác, hoặc là rất dễ là sẽ có thể quay đầu đi những chỗ khác để xem. Vậy cho nên các cô phải thiết kế những cái bài giảng của chúng ta cho sinh động hơn. Đặc biệt là các cô lúc nào cũng phải là tư thế là phải gọn gàng và phải có một nụ cười thật là tươi như bây giờ chẳng hạn. Đó, mặc dù là có buồn hay không, hay là có đau ốm gì hay không, nhưng khi mà chúng ta đã bắt đầu mở camera và chuẩn bị bài học của mình là phải cười tươi trước đã, để đó để cho học sinh làm cho học sinh đã tiếp cận học sinh nhanh hơn và học sinh có thể nhìn thấy cái nụ cười của cô và rất là yên tâm để tiếp tục học với cô. Đấy là cái đầu tiên mà chúng ta phải cần phải chuẩn bị. Thứ hai nữa là bài giảng, như bây giờ nói là bài giảng là phải thật là sinh động. Thì bài giảng sinh động chúng ta không thể nào chỉ có cái màn hình ở đó để ngồi đó nói với học sinh được, mà chúng ta phải chuẩn bị PPT, chuẩn bị những cái hình ảnh, thậm chí là chuẩn bị những cái thẻ chữ. Cho nên đi đâu trong túi, nếu mà đã chuẩn bị đã dạy online thì phải có máy tính, có thẻ chữ, có tất cả những cái thứ mà chúng ta cần dạy. Ngoài ra thì còn phải thiết kế trò chơi. Ví dụ như mình thì mình hay thiết kế những trò chơi online để cho học sinh mỗi khi mà cô nói khoảng 5-10 phút là chúng ta phải dừng lại một chút để hỏi thăm, để quan tâm xem học sinh có đang nghe chúng ta không, phải nhìn xem, phải tắt cái màn hình mà chia sẻ ra để nhìn xem học sinh có đang giao lưu với chúng ta, đang tập trung trong cái bài học của chúng ta hay không. Và chúng ta nói chung là phải thay đổi lại màn hình chứ không thể mãi là một cái màn hình đó được. Chúng ta phải kết hợp cả cái PPT của chúng ta này, rồi kết hợp cả thẻ chữ này, rồi kết hợp cả trò chơi này, và đồng thời là cô cũng có thể là làm một cái diễn viên gì đó, hôm đó là giả một cái diễn viên gì đó chẳng hạn, hoặc là làm những cái động tác thật là vui để cho thu hút cái ánh mắt của học sinh hơn đối với cái bài giảng của chúng mình. Yêu thính tao mà. Có nghe thấy giáo sư cái âm không? Có mà, có nghe thấy không? Có.
有了，我听到了，我听到你的声音了，是不是拔掉再重插就可以了，对不对？嗯，好，那我们害羞，要结束要离开，好，OK，那有没有看到今天老师的上课的地方有不是原本的教室有没有？我现在就是在中央电台。 我现在是在中央电台的位置上课，不是老师原本的教室哦，不是哦。好，那在上课之前呢，还记得老师说你们回去练习，然后今天要做什么呀？还记得吗？那首歌有没有背熟啦？会唱了没有？你好，背那首歌。 会唱了吗？可以吗？有，再来，老师再播放一次给你们听，然后等一下你们再唱，好不好？我再播放一次哦，让你们复习一下，好了，好，复习一下。看到老师的分享画面了吗？看到了。看到哈，那你们听一下就好，好不好？听一下哈，听一下，因为我们有学过啦，所以我们现在听一下就好了。 有听到声音吗？好，可以吗？有复习到了吗？有复习到了吗？要再听一次，不要跟我讲说要再听一次哦。需要吗？需要再听一次吗？还是可以马上讲了？ 要再听一次吗？可以唱了哈，对不对？好、哦，谁要先？谁要先？我看哼先好了，哼啊哼啊哼，他就啊。上次是我先哎。啊，不是，那玩杜地好了，玩杜地来，我们三个一起玩杜地，谁来？这样公平，我们三个一起玩杜地。 谁？那个谁？第三名就是我们反过来，第三名就先唱，第二名就中间，第就是最后一个就是赢了嘛，赢的那个活到最后的那个就是最第三场啊，玩笃地，玩熟呢？看不到，玩笃地，好，来再一次。 再一次呢，玩笃地。哎，你们慢出，啊，有了，哼哼哼赢了，哼赢。好，来，还有那郭玲，郭玲把ngọc呐，那郭玲把ngọc呐，玩笃地。哎哎，ngọc先，毛嘞，ngọc，<笑> ngọc，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 ngọ
Nào Ngọc. Đi học về. Là đi. Là đi học về. Em vào nhà. Em vào nhà. Em chào. Cha em khen. Con rất ngoan. Mẹ âu yếm. Hôn đôi ma em. Đúng rồi. Nào nào. Bây giờ đến đến cô Linh nhỉ, đến cô Linh đúng không? Cô Linh. Anh em phải 坐好, các bạn làm sao phải 躲起來了. Ngọc phải 先坐好, các bạn không 坐正啊. Ngọc phải 先坐好. Tôi bắt đầu 哦. Này. Đi, các bạn那個可以跟我一起好不好? Ê, 要考你們不是考我呢. 好, 來, 再來.
đi học để cân trả lão sư chỉ à bà khoai tiền khoai tiền cân đầu với chị nào đi học về là đi học về em vào nhà em chào cha mẹ cha em khen là con rất ngoan mẹ ô yên hôn đôi mà em ờ cái lại hương của chị hương hương một hai ba ok là vỗ tay vỗ tay vỗ tay Ngọc cũng vỗ tay à Ngọc vỗ tay vỗ tay Ngọc vỗ tay chưa Ngọc tay của Ngọc đâu tay đâu tay Ngọc đâu Ngọc vỗ tay ok ờ, vỗ tay à ok hả lại nào mình đi cái chương trình hoàn thành rồi mình đó cái cái cơ nào mình lại xem một chút 我们上一点点的第三课，再来看一下哈。来，同学们翻一下课本，我们刚刚已经复习完第22页了，那我们来到这个第三课。 同学们跟着老师一起念 bài ba nhà em đây nhà em cho sư của tờ cha nhà em cho sư của tờ cha họ hảo là lại nhà nhà hương có mấy người nhà em có yếu chỉ cờ rần ạ có mấy người bốn người. Tôi muốn xin chẳng nhỏ gia đình cho hả một ngôi nhà nhỏ cho hả là cô Linh lại giáo sư bà bí kế nì mân ô giáo sư bà bí kế nì mân nì mân tự chỉ hoa khăn khăn nì mân cha yếu sế bà bí kế ta cha lộ nào Hương à nhà cô Linh có mẹ này có bố này có chị gái có em trai cô Linh không có anh trai không có em gái nhà Hương có ai Hương chuyên chỉ lại khán khán có mẹ có bố có ai nữa có anh trai có em trai em trai sư tì tì à em trai sư tì tì anh trai sư cơ cơ rồi sư Hương có anh trai có em gái không có em gái không nhỏ mẹ 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 có chị gái không nhỏ mẹ chị chị không không chị gái Hương anh trai của Hương học lớp mấy tú chỉ nhấn chỉ ạ đã ở rồi. Là Ngọc nhà Ngọc có ai Ngọc nhà Ngọc yêu sẻ ạ Ngọc ý anh dùng dùng bì chuyên chỉ lại dùng chỉ thay yến 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 sơ chuyên chỉ lại khán khán Ngọc giáo sư mới có khăn tao nhìn được bì nhà Ngọc có ai Ồ, nhà Ngọc có mẹ này, có bố. Có ai nữa? Có anh trai không? Không có. Có cơ cơ mà. Có em trai không? Ồ. Soi sư, nǐ sì zhí you nǐ zìjí yī ge xiǎo hái. Ồ, na quán bù hǎo de dou gěi nǐ le. 都不用分给别人，对不对？你看，Hương他还分给anh trai，有没有？像郭林还有分给em trai，还有分给几个，哦，全部都是你的咯，全部都是你的咯。鸡腿你这个吃两个，对不对？一只鸡有两个腿，你两个都是你的。我们都要分给他人哦，分给姐姐跟弟弟。好，那。 那平时呢？平时在六日的时候呢，你们有没有家里面有没有什么活动啊？有没有做什么？有没有什么活动？有吗？会出去玩或做什么？会做什么吗？不会。
例如像去买东西啊等等，没有，都没有。爬山，爬山，爬山也不是不错的，不错的那个活动啊。像六日的时候呢，郭林有时候会去吃好料，哦，因为平时都很辛苦的工作了，有没有？然后平时在家里都有煮饭呐，然后有时候六日呢去外面吃一点东西啊，也有带他们去像江亨说的去爬山，有时候也是会去百货公司买东西，我最喜欢去百货公司买东西了，哇，去那边哦，我都可以待在那边一整天都没关系，都逛不完哦。我看到每一餐我都喜欢哦，每那个卖衣服的啦，卖什么的我都喜欢。你们呢？你们会吗？你们会去逛百货公司，或者是去这个什么大卖场什么的，有吗？会吗？很少，很少哦。哎，都不晓得去那个多好呢。我都看到什么东西我都喜欢呢，都没钱可以买而已，对不对？我有钱我就可以买很多了，对不对？好，那。其实呢，除了我们去买东西啊，也可以，有什么节日啊，也可以去过那个什么圣诞节啊，快准备到什么节，你们知道吗？过年。哪里这么快就过年？今天是11月15号，对不对？对。圣诞节都还没到就过年？你看那个圣诞节就还没到，哎，老师。刚好跟你们分享哦，今天是11月15号，你知道吗？在越南准备有一个很接近的，这个礼拜，等下礼拜是越南的什么节？感恩节。来，我再透露一点点哦，一点点哦，提醒一点点，11月20号。十一月二十号，你猜在越南是什么节日？国庆。国庆不是越南的国庆是不是十一月，是蒙嗨唐金。越南的国庆是9月2号，9月2号是越南的国庆。可是呢，十一月老师说的11月20号，你们猜是什么国庆？是什么日？越南人很看重这个，尤其是学校。学校很看重这个日，你们猜？对，答对了，就是教师节。台湾的教师节是什么时候？9月28。9月28，对不对？那台湾的教师节你们都做什么？对，没有干嘛，就是平常上课。就没有做什么，平时就上课，对不对？啊，有没有学生做什么什么什么的，送给老师，或者是学校有没有办什么什么什么节目什么？国小才会，国小才。国小才有，国中就没有了。没有，越南哦，越南那个11月20号是越南的教师节，然后呢，这个日学校通常都会办很多的那个表演节目啊，什么什么庆祝节目，然后呢，学生通常就会做个小那个卡片啊，或者是做什么画，写什么卡片啊，这样子，或者是送花给老师，所以是越南很看重这个教师节，尤其是学校，因为尊师重道啊，就是越南很看重这个。哦，刚好，因为今天是11月15号啦，刚好这个假日就这个节日就跟你们分享一下，这样是不是就知道那个越南的教师节是什么时候，然后跟台湾有什么不一样了，对不对？跟台湾的那个节日不太一样，好，所以是。在家跟家人呢，有时候你也是可以呀、什么节日呢？像台湾呢，准备是到圣诞节，也可以去看一些活动嘛，在卖场开始在放圣诞树啊什么的，就开始卖啦，圣诞树什么的开始啦。好，那这个就是我们所讲的平日啊，我们已经很辛苦的上课了哦。那如果假日的话呢，也可以去这个教师节啊，什么节啊，也可以走一走，爬山啊，吃东西啊，这些都可以哈。好，
那么来，我们来讲一下这个，刚刚已经有复习完了哦。那我们来上到第三课里面喽，同学翻一下课本第24跟25页，翻24、25了吗？24跟25页，我们的主题就是nhà em，我的家。来，我们一起念了，拜吧，卡了。nhà em nhà em nhà em nhà em 就是我的家，nhà em 就是我的家哦。好，那像刚刚老师讲的有一些活动，那你们猜，你们先看这个画面，你看这个画面是什么时候的啊？是你看这个时间，有看到时间吗？你可以看一下你们的课本，是你们猜这个是大概是几点？这个九点，你猜是不是是假日，对不对？对，肯定不是，不是平日啊。这个九点如果是平日的话，你们是不是在学校？怎么可能在家里跟爸爸妈妈在那边看报纸，对吧？不可能的事啊，不可能是在看报纸啊，对不对？所以是假日哦，所以是老师在问你们假日。然后中腿中他们家是有几个人？三个。对，这种啊，跟啊。跟老的家一样，也有爸爸妈妈跟他自己。你看鸡腿又可以吃两个了，对不对？哇、哦，他不又不用分鸡腿给他人，给其他的兄弟姐妹了，然后一只鸡两只腿全部都是他的了哈、哦。好，你知道为什么我每一次都讲到那个都讲鸡腿吗？因为我小时候我们郭林家不是有三个人吗？有姐姐还有弟弟嘛。然后一只鸡只有两只腿，那每一次我都要分给他们一下，我没有全部吃啊，我都从来没有吃整只鸡腿过呢，没有，都要分给兄弟姐妹啊。那好好哦，你那两只鸡腿都是你的，好羡慕哦，对不对？好，来，我们讲到第一个，其实呢，我刚刚讲老师讲的，不管是爸爸妈妈，爸爸妈妈是生我们出来，辛苦养我们长大，让我们去学校读书等等，这些都花很多的那个我们的钱呐、啊，或者是体力呀、啊，养我们哦，还带我们出去玩，对这些，我们一般呢想要跟我们有学过如何跟爸爸妈妈说，跟老师说谢谢，怎么说还记得吗？谢谢怎么讲？感恩，感恩，对不对？那他们对我们那么好，我们要想要跟爸爸妈妈说感恩也是可以。那今天呢又再讲到一个，就是都跟父母说爱，如果他们对我们这么好，我们应该要用一点点爱的表现，对不对？那我们来看一下我爱爸爸妈妈怎么说好不好。来，我们看一下第一句哦，同学们念一下第一句，con yêu bố mẹ。我们一起念 con đúng rồi, 再次 con yêu bố mẹ, con yêu bố mẹ. 对 con 就是我， con 就是我、哦、第一人称我 yêu yêu con yêu bố mẹ, bố mẹ 就是爸爸妈妈， con yêu bố mẹ、哦、好，来Hương, Hương念一下这句呢， Hương đọc nào, con yêu bố mẹ. Đúng rồi, nào Ngọc đọc nào,bố mẹ. Đúng rồi, con yêu bố mẹ. 好，那我们跟父母跟爸爸妈妈表达我们对他们的爱，他们也是回我们啊，他也会说什么，来，爸爸妈妈爱你，就是反过来而已啊。那bố mẹ yêu con，bố mẹ con。好，再次bố mẹyêu con， 对，对，对，对。所以是今天这课啊，就只有这两句而已啦，有没有？很简单，对不对？这样主要呢，我们就是要记住这个，记住这个 yêu 的字，好不好？记住这个 yêu 的字而已哦，可以吧？可以吧？记住这个 yêu 的字哈、哦。好，今天因为今天的内容呢，挺简单的哈、哦。主要是讲的优这个字，来看老师这边一起念啊，优，哎，那是不是被反了？你们看到有反字有反吗？没有哈，
啊，我们念了 yêu， yêu 就是爱的意思哈。好，那刚刚课本里面有提到这个是 nhà， nhà， nhà 就是家，好 ，nhà 就是家。然后有提到一个就是我们自己，我自己 ，con， con。对 ，gone 就是我，也是孩子的意思哦。那刚刚我们一直提到的这个字，我们那首歌里面呢、啊，我们学那首歌是不是老师有教过？家有没有？家 em khen rằng con rất ngoan， 有没有？家就是爸爸，对吧？那家是爸爸，bố bố 也是爸爸， bố 我们念了 bố， 我们一起念好了 bố。所以是我们有学，老师有教过，有学过母、家跟爸都是爸爸，嗯，都是爸爸，对吧？哦，好，那今天呢，主要老师只有讲到这个就好了。再一个就是有提到 mẹ， 有提到 mẹ 这个字，好，这就是重点，有讲到这个，来我们念了 mẹ。咩对咩就是妈妈哦齁。好，那我们的课呢，同学们把课本里面的课文来先把它圈起来。好，今天我们上的内容呢，老师特别安排就是有比较，因为它内容比较简单，也比较没有那么复杂，就是只有两句，24跟25我们把它圈起来。同学圈起来了吗？圈起来了吗？圈起来了。哦，好，要记住哦，两句就记住这两句。我们今天讲的内容就这两句。第一个，我爱爸爸妈妈怎么说？如果那爸爸妈妈爱你，那这个主题主要要教我们如何跟父母、跟我们的亲人说。优，优这个字很重要哦，哈。好，那内容这个课有这两句，大家都记起来了吗？有没有哪里就觉得不好念的，或者是需要老师带你们念的，有没有？没有，都记起来了哦，课文都记起来，没问题哦。好，那我们刚刚已经有复习完那个我们的儿歌。然后老师也是介绍这个家庭的主题，主要是讲到爱的，还有家庭的一些活动。希望同学们呢，回去多跟家人讲爱这个哦，要多讲哦，说爱就要说出来哦，不是说我很爱我爸爸妈妈，可是都没有说出来哦，有点不可以哦。然后呢，老师有提到一点点，26跟27是带大家念，这个是预习一下我们下一节课要上的内容。那现在还有一点点的时间呢，请同学们翻一下，请同学翻一下这张，还记得吗？老师给你们的这张学习单有看到吗？有。有收到这张学习单了嘛？对不对？好，那现在我们还有十分钟，对不对？对吧？我们还有十分钟，请同学把这张拿出来写一写哦。之后填入空格，第一个部分有讲到文化，还有讲到一点点，填入空格哦，同学会很快，这个就是让你们写的哦，十分钟，让同学们写一下，写完就可以，拿来请老师拍照给郭琳，我们就可以下课啦。vâng, vậy thì vừa rồi chúng ta đã tham gia một tiết học online.Của bên bộ giáo dục của bên đơn vị bên mình thì lớp vừa giờ các bạn đã tham gia đó là các bạn lớp cấp 2 và các bạn có một bạn đó là bố mẹ là người Việt Nam nhưng có một bạn bố mẹ không phải là người Việt Nam nhưng các bạn ấy nói là bạn ấy muốn học tiếng Việt để sau này có thể sang bên Việt Nam đi du lịch và đặc biệt là hôm nay thì các bạn thấy đó là các bạn ấy có trải nghiệm hát
tiếng Việt này, rồi các bạn ấy đã luyện tập ôn luyện tập lại này, đặc biệt là dạy online của chúng mình cũng có kiểm tra, cũng có làm những bài thi nhá, chứ không phải là chỉ giao tiếp đâu. Vậy cho nên như vừa giờ là các bạn đã chứng kiến được ba cái hoạt động, đó là học hát về văn hóa này, rồi ôn luyện bài cũ đúng không ạ? Rồi có cả cái chương trình một cái đúng vào hôm nay đó là kiểm thi, tại vì mình đang thi học kỳ. Vâng, vậy thì các bạn thấy bài học của chúng mình thế nào ạ? Dạ, cũng